Chào mừng mọi người đến với xe máy Đức Kiên nha. Hôm nay em lại livestream bên xe ga cho mọi người rồi đây. Chào Phương Thảo nhé. Chào tất cả mọi người nha. Chào Linh Trần nha. SH cửa hàng có rất nhiều cho mọi người luôn. SH Nam này, SH More, Salis, Vision, cửa hàng đều có nhé, tất cả các đời luôn. Chào Mạc Đức Lâm nha. Chào Tấn Gucci nha. SH cửa hàng có rất nhiều. Mọi người muốn tham khảo con xe nào hãy để lại bình luận nhé. Cửa hàng sẽ gửi cho mình đường link với cả báo giá trực tiếp cho mọi người luôn. Tất cả của con xe cửa hàng đều có bớt lọc và có sang tên cho mọi người nhé. Chào Trung Văn Ngô nha. SH More này, Lead này, Vision này. Công Táo ơi, SH 2017 có xe bạn nhá. Xung quanh 70 triệu là đã có xe 2017 bạn nhá. Các đời mới như là đời 2020, 2021 cửa hàng có rất nhiều. Đây, xe A-Blade cửa hàng cũng có nha mọi người. Công Táo ơi, cứ lên cửa hàng xem xe trực tiếp nhá. Xe rất đẹp luôn cho mọi người nhá. Chào Linh Trần nha. Đây. Ablet cửa hàng đang có từ 29.800.000 là đã có xe Ablet rồi nhá. Xe đẹp lắm, đời 2016 nhá. 2016 trở lên bạn nhá. Chào Nguyễn Nhâm, chào Lê Thanh Tùng nha. Mọi người muốn hỏi có xe nào thì hãy để lại bình luận nhé. Em sẽ gửi đường link cho mình và báo giá cho mình luôn. Đây, có rất nhiều dòng xe ga cho mình luôn, từ Vision này, Vespa này, Liberty này, Grander đều có nhé. Chào Đinh Bá Văn nha. Chào Nguyễn Sáng. Đây, cửa hàng có bày ở ngoài cho mọi người xem các dòng xe Ablet này, các đời từ 2016 đến 2017, 18, 19 cửa hàng đều có nhé. Chào Linh Trần. Vision đen nhám cũng có xe lướt nha mọi người. Cửa hàng còn có bán cả xe mới cho mọi người nhé. Mọi người, thời điểm này đang là thời điểm thích hợp để mua xe mới mọi người ơi. Nếu có gì mọi người hãy đến cửa hàng tại 237, 238 và 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương mọi người nhé. SH màu trắng rất nhiều luôn, xe còn mới, còn hầu như là 80-90% luôn cho mọi người nhé. Đây, xe rất nhiều cho mọi người luôn nha. Ông Nguyễn Kiều ơi, SH 2017 150i á, cửa hàng em lại không có con nào cơ. Thì chị có thể tham khảo, anh có thể tham khảo đến SH 2017 125 hoặc là 150 của đời 2018 anh nhé. Giá chỉ xấp xỉ SH 2017 125 là xung quanh 70 triệu. Còn 2018 sẽ là xung quanh 75 triệu là có xe rồi anh nhé. Chào Linh Trần nha. SH có rất nhiều luôn. Các đời 2020, 2021 giá lại ok hơn nhé. Giá chỉ có từ 72.600.000 là đã có xe đời 2020 rồi nhé.
Màu đen nhám cửa hàng cũng có xe cho mình này, màu đỏ này, màu trắng. Cửa hàng đang có rất nhiều xe lít. Xe lít chỉ từ 27 triệu 600 là có xe lít cho mình rồi. Xe Vision là chỉ từ 24 triệu 600 là đã có xe lướt cho mình rồi nhé. Rất nhiều xe luôn mọi người ơi. Mọi người hãy đến cửa hàng xem xe giúp mình nha. Chào Mai Văn Tiến nhé. Đây. Xe nhiều lắm luôn. Ở cửa hàng còn có hỗ trợ trả góp cho mọi người nhé. Thì mọi người cứ lên cửa hàng. Bên bên ngân hàng sẽ hỗ trợ mình thủ tục trả góp ấy. Rất nhanh, chỉ tầm 10-15 phút thôi. Ở cửa hàng xe máy Đức Kiên ở tại 239 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Chuyên bán các xe ga cũ, xe số cũ mới đủ các loại cho mình nhé. Chào Ngô Tân nha. Chào Thịnh Nguyễn. Có rất nhiều xe luôn. Chào anh Nguyễn nha. Hôm nay em live bên xe ga cho mọi người nhé. Thì tất cả các dòng xe số thì để mấy hôm nữa sẽ live cho mình nha. Xe số thì có những gồm những xe như là X-Size này, Way này, Sirius. X-Size là chỉ từ 25.300.000 là đã có xe X-Size 150cc rồi. Mọi người muốn tham khảo con xe nào cứ để lại bình luận nhé, em sẽ trả lời giúp mọi người nha. Nhiều xe cho mọi người lắm luôn. Chào Nguyễn Xuân Thắng nha. Khách vừa mới mua một con xe SH rồi 2019. Bùi Văn Phúc ơi, bạn để lại số điện thoại nhé. Thì là bên mình sẽ check cho bạn. Rồi nếu mà có thể thì bên mình sẽ đổi cho mình cái mặt nạ riêng nha. Không vấn đề gì đâu. Chào Trương Hơn nha, chào Nam Như nha. Tất cả khách hàng đã mua xe ở cửa hàng đều biết là chất lượng xe ở cửa hàng rất là giỏi, rất là ok. Giờ uy tín rất có thừa rồi mọi người ơi. Mọi người hãy đến xem, đến với cửa hàng nhé. Để xem xe trực tiếp cho mọi người. Chào Dương Thanh. Xe nhiều lắm luôn. Ok, Bùi Văn Phúc nhé. Thì tí nữa cửa hàng sẽ check lại giúp mình nha. Rồi sẽ alo cho mình nhé. Chào Văn Tâm nha. Chào em. Blade 2015 á. Trương Hơn ơi, anh ơi. Blade 2015 cửa hàng em nó không con nào nhá. Thì đang có một con xe đời 2016 giá là 29.800.000. Mình đến cửa hàng xem xe giúp em ấy nhá. Chào Hoàng Doanh nha, chào Ngô Tân, chào Trương Hơn nha. Văn Tâm ơi, AB xám 2019 á. Còn em nhá.
Có xe nha em. Đến xe giúp chị nha. Ok em. Và đến xe và ủng hộ giúp chị nhé. Và mọi người ơi, em xin thích kết thúc livestream ở đây nhé. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của cửa hàng nha. Rất mong cửa hàng mọi người đến ủng hộ cửa hàng nha. Chào Nam Như. Vâng, cảm ơn Nam Như nha. Cửa hàng địa chỉ ở cửa hàng tại 237, 238 và 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nhé. Tháng 12 ạ. Văn Tâm ơi, ok em nhé, em cứ để lại số điện thoại. Thì bên chị sẽ gọi điện và tư vấn trực tiếp giúp em nhé. Rất nhiều xe cho mình luôn. Chồng em bám mừng nha. Rồi, em xin kết thúc livestream ở đây nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi livestream ở cửa hàng ạ. Xin chào mọi người nha. Rất mong mọi người ủng hộ cửa hàng.